đừng có thờ hắn. Tiểu tử này không đơn giản. Loại người này ẩn giấu thực lực quá sâu. Nếu có thể làm bạn thì đừng bao giờ trở thành kẻ thù với hắn. Thất bại ở Ung Châu như một cái tát thật mạnh vào uy nghiêm vốn không còn nhiều của nhà Tống. Không thể nào nuốt trôi cái nhục bị một chư hầu bé nhỏ Đại Việt đùa giỡn. Hoàng đế Tống Thần Tông bèn phong Quách Quỳ làm đại tướng, lại ban cho Thượng Phư Bảo Kiếm được toàn quyền chỉ huy ba quân, thêm Triệu Tiết làm phó tướng, quyết tâm chinh phạt Đại Việt để trả mối thù Ung Châu. Xem ra lần này Tống quyết định chơi một ván bài cuối cùng với Lý để lấy lại số má. Quả thật là như vậy. 100.000 quân, trong đó có đến một nửa là triệu tập từ biên giới hai nước Liêu Hạ về, 200.000 dân phu để xây dựng và vận tải, thủy binh, kỵ binh, máy bắn đá, hỏa tiễn, bất kể thứ gì tân tiến và xịn nhất mà Quách Quỳ có thể huy động được, đều gom lại cho chiến dịch quy mô lần này. Trong hàng ngũ tướng soái nhà Tống, Quách Quỳ được coi là lão luyện về việc biên thùy, tính tình rất thận trọng. Một trường ác đấu giữa hai quốc gia hùng mạnh là khó tránh khỏi. Nếu Lý Thường Kiệt thua cuộc, Đại Việt sẽ bị xóa sổ như bao quốc gia bất hạnh khác. Sư Vạn Hạnh gọi ông là hiền thần, nhưng thực tế ông chưa hề lạc quan. Vạn Hạnh là một tu sĩ Phật giáo, đó là lý do sử sách hay gọi là Sư Vạn Hạnh.